Điểm danh những mẫu đồng hồ Rolex mới nhất 2023 có gì đặc biệt? Bước đột phá chưa từng có đến từ nhà Rolex. Rolex vừa công bố 8 mẫu đồng hồ được cập nhật 2023. Đầu tiên là mẫu đồng hồ Rolex Daytona. Chiếc Rolex Daytona đầu tiên Rolex sản xuất năm 1963 và đây là phiên bản kỷ niệm 60 năm. Trước đó, Daytona sử dụng cỗ máy caliber 4130, nay đã được cải tiến sử dụng cỗ máy 4131. Phần đáy đồng hồ được cải tiến với thiết kế nội cơ hoàn toàn giúp chúng ta có thể chiêm ngưỡng bộ máy của Rolex. Đây chắc chắn là một trong những cải tiến mà các tín đồ của Rolex rất mong chờ bấy lâu nay. Thứ hai là những mẫu đồng hồ Jazz Master size 42. Mức giá hiện tại của Rolex Jazz Master dao động khoảng trên 32.000 euro. Thứ ba là những mẫu đồng hồ Rolex Sky Dweller. Những mẫu đồng hồ Rolex Sky Dweller được ra mắt và giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2012. Đến nay, mẫu đồng hồ này đã được ra mắt 13 năm và chiếc đồng hồ đắt nhất mà Sky Dweller là mẫu đồng hồ vàng hồng full gold có giá khoảng trên 50.000 euro. Thứ tư là những mẫu đồng hồ Rolex GMT Master 2. Thứ năm là những mẫu đồng hồ Rolex Explorer size 40mm. Thứ 6 là những mẫu đồng hồ Rolex Oyster Perpetual với họa tiết dial mặt rực rỡ với size mặt là 41mm, chất liệu vỏ làm từ thép không gỉ 904L và sử dụng cỗ máy caliber 3230. Mức giá hiện tại của mẫu đồng hồ này rơi vào khoảng trên 6.000 euro. Thứ 7 là những mẫu đồng hồ Rolex Datejust Daydate size 36mm. Đây là một trong những mẫu đồng hồ huyền thoại chúng ta không thể bỏ qua. Mẫu đồng hồ Daydate 2023 này điểm nổi bật là sự kết hợp của các kim loại quý hiếm. Điển hình phải kể đến 56 viên kim cương tự nhiên gắn ở các cọc số chỉ giờ. Và cuối cùng là mẫu đồng hồ hoài niệm 1908 đánh dấu cột mốc ra đời của Rolex từ những năm 1908. Người đồng sáng lập là ông Hans Wilsdorf đã đăng ký thương hiệu Rolex độc quyền tại Thụy Sĩ. Đến nay Rolex đã khẳng định mình với vị thế độc quyền trong ngành chế tác đồng hồ. Đây là mẫu đồng hồ 2023 sử dụng dây da sau những mẫu đồng hồ Rolex Serenity của những năm trước đây. Chỉ khác chút ít, lần này mẫu dây da 1908 Rolex đã cải tiến phần khóa cài kiểu khóa gập thông minh thay vì khóa sỏ của những mẫu dây da trước đây. Mẫu đồng hồ 1908 được sử dụng hoàn toàn từ vàng 18K, đường kính size mặt là 39mm và trang bị cỗ máy in-house 7140 tích cót lên đến 66 giờ. Phần đáy của chiếc đồng hồ cũng được thiết kế nội cơ hoàn toàn. Điểm lại với những mẫu thiết kế mới nhất, nhà Rolex cũng không khác so với các phiên bản đời trước là mấy. Nhưng điều quan trọng trong năm 2023 là hai mẫu Rolex Daytona và Rolex 1908 đã được thiết kế lộ cơ trong suốt ở phần đáy phía dưới của đồng hồ. Điều mà từ trước tới nay Rolex chưa bao giờ thực hiện. Đó liệu có phải là một đột phá thay đổi hoàn toàn mới của nhà Rolex? Cảm nhận của anh em thế nào về mẫu Rolex 2023 vừa mới ra mắt?